nha. Tại vì giày gì đâu mà quá xuất sắc. Vô hè rồi thì không biết mấy bà tìm được đôi giày nào để đi chơi hay đi du lịch chưa? Nếu chưa thì đây là thông điệp dành cho mấy bà rồi đó. Em nó hơi ngấn xíu nhưng mà từng đường may mua chỉ rất là chắc chắn. Chiều cao thì khoảng 7 phân, kiểu quai nhún nên nhìn cũng khá là bánh bèo. Em tiếp theo thì tôi thấy rất là hot trên top luôn. Điểm nhấn là cái phần ngọc trai với lại cái nơ ngoài sau nè. Mình có thể tự điều chỉnh siết chặt hay siết vừa. Phải nói là rất chê em nó nha. Tại vì giày gì đâu mà quá xuất sắc. Vừa mang vô là sang cái chân liền luôn á. Mấy bà quốc em nó đi tiệc hay đi du lịch là ngon lành cành đào. Thích ôm giày quá thì mốt em này. Một chiếc style nhẹ nhàng tinh tế. Mà phải nói ghét cái hãng này ghê. Giày nào cũng sang cũng đẹp mà lại còn hạt dẻ nữa. Múc á là vì Bảo thấy rất là nhiều đánh giá tích cực khen em này luôn, cũng te mua mấy ngày sau vô check. Ui trời ơi, sao mà một sao quá trời. Xong Bảo cũng lo lắng là không biết đôi này về tay sẽ như thế nào. Nhìn chung á, về tay thì mình thấy em này khá là ok á. Tuy nhiên á, phần đá thì Bảo thấy có một số chỗ đính không đều, nhưng mà phải ngồi soi từng hạt á thì mới thấy nha, còn không thì thấy cũng bình thường thôi. Kiểu á, thì giống hình nhưng mà form thì không giống nha. Bên hình thì form cứng cáp và ôm chân hơn, còn bên ngoài thì hơi ọt ẹt, còn dây phụ thì cũng hơi lỏng nữa. Nhìn chung á thì em này cũng ok so với giá chiền. Nhưng mà bà nào tính kỹ thì tham khảo trước khi múc nha. Không, cứ mỗi lần mày đi du lịch á, mang mấy cái đôi sandal cột dây á, trời ơi, ta nói mấy ông người yêu mấy ông la làng ấy luôn á. Tại vì cột nó mất thời gian quá. Nhưng mà mấy bạn biết sao không, mang những cái đôi sandal cột dây như thế này nè, trời ơi, nó rất là đẹp. Đặc biệt á là rất là thon chân nha. Mất thời gian cũng được, miễn là em đẹp đúng không. Bữa nay Bảo kiếm được cho mọi người một cái đôi sandal cột dây. Nhưng mà em này là dạng sandal góc nhọn nhá, phân vân giữa trắng và đen. Thế là cuối cùng mình quyết định hốt luôn cả hai màu. Rồi mấy bà coi này, mang lên chân trong cái chân mình nó thon không. Đôi này mấy bà lưu ý là nên múc lùi lại một size nhé. Bảo mang 36 mà hơi rộng một tẹo. Bà nào mà phối với chân váy dài hoặc là mặc cái quần dài á, thì có thể là cột thấp như này trông cũng rất là xinh rồi. Còn nếu mấy bà mặc váy ngắn hay là quần ngắn thì có thể cột cao lên để nhìn cái chân của mình nó thon hơn. Đó, mấy bà hiểu lý do tại sao một lần Bảo múc hai màu chưa. Tại vì màu trắng cũng xinh và màu đen cũng xinh nữa. Cả bà em này phần quai rất là mảnh cho nên là mang lên chân rất là thon gọn. Bà nào chân thô thì cứ yên tâm nhá, đôi này không có bị thô chân đâu. Thế mà cứ bước sang hè á, là những cái dạng dép sandal á, hoặc là những cái đôi giày sandal cột dây á, thì lại hot lại ha. Hôm qua thì mình có thấy chị chủ serum chỉ có úp cái đôi giày này lên, chỉ mang xinh lắm. Thế là mình cũng hốt một đôi để mang trong dịp hè này. Rồi em này phải nói là ở ngoài xinh hơn ở trong hình rất là nhiều lần luôn á mọi người. Từ đường keo cho tới cái họa tiết vải ở dưới cái phần đế á, ngay cả cái đế làm cũng rất là cách điệu nha. Kiểu đây là một cái đôi giày mà lạ nhất từ trước tới giờ mà mình thấy luôn á. Mà mấy bà ơi, mấy bà mua đôi này á thì nên mua lùi là một size nha. Chân của Bảo á thì bình thường là mang 36 là vừa y luôn, nhưng mà đôi này thì nên mang 35 thôi. 36 thì Bảo thấy hơi bị dư cái phần gót á. Rồi mang lên rất là xinh nha, mà mấy bà phối với lại outfit nào cũng xinh hết trơn á. Đôi này mình thấy là cao tầm khoảng 7 phân nhưng mà mang rất là chắc chân ha. Tôi là một cái đứa không mang được giày cao á, mà em này tôi mang tôi thấy rất là chắc chân, không có lo bị té nè. Em này có hai kiểu ha, thích cột cao hay cột thấp gì cũng đẹp hết trơn á. Ôi xinh xỉu luôn á. Hôm nay lại là chuyên mục guốc đi tiệc nhá. Để tìm được một cái đôi guốc mà đáp ứng đủ nhu cầu sang nè, mẫu mã đơn giản dễ phối đồ thì chắc chắn là mọi người không nên bỏ qua brand này nha. Bà nào mà follow tôi lâu rồi thì mấy bà cũng biết ha, tôi rất là thích mang guốc ở bên đây, tại vì nó hợp gu với tôi á. Em này thì cao tầm khoảng 10 xăng, thiết kế thì basic thôi nhưng mà điểm nhấn là ở cái khuy cài đính đá này nè mọi người, rất là đẹp và sang ha. Bây giờ thì hãy cùng mang em nó lên chân của mình nha. Mấy bà thấy sao? Chứ tôi là tôi rất là ưng cái đôi này nhá. Tuy nhiên là bà nào không mang được guốc cao á thì đôi này mang lâu sẽ bị đau chân ha. Nhưng mà theo như mình để ý, những cái đôi guốc đi tiệc á thì nó phải cao một tí để nó giúp cho cái dáng của mình đẹp hơn ấy. Thường đi dự tiệc thì đi có một tí thôi thì không sao. Nhưng mà thí dụ mấy bà đi chụp hình thì mang thêm một đôi dép nữa ha. Khi nào cần chụp thì mang em nó vô, còn không thì có mang dép bình thường cho đỡ mỏi chân.